Yay! Bịt sổ ra, nó rồi cởi ra, chứ không đội nón nữa. Nhưng mà đội nón là sẽ tóc mà cởi ra nữa thì ghê. Mày đừng có quá đấy. Chị mấy giờ vô vậy Mận? 3 giờ sáng người ta đã chị mấy giờ vô vậy Mận? Trang điểm cho đẹp lòng lộn xong bắt đeo khẩu trang vậy. Chị tính ra nó có theo dõi. Nó theo dõi chứ, nó biết hết á. Nó đạo diễn chứ phải thao túng nguyên trường. Thiên đường. Chúng ta sẽ có một vacation. Chúng ta nghỉ dưỡng. Mình sẽ làm gì? Ngủ chị. Ngủ thời gian. Ngủ. Nín nó đi. Có kìa. Không kìa. Thì đó nè, cầm nè. Đó. Ô. 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 À, bạn thân của ta. Chim sa la nghe đó. Cần là ta đốt đốt cho đam mê buồn.